nghệ sĩ các nước tham gia phim Chạm vào hạnh phúc phần 3. Tiếp nối thành công từ phần 1 và phần 2 với sự đón nhận tích cực từ khán giả. Phần 3 bộ phim Chạm vào hạnh phúc của đạo diễn Mai Long sẽ tiếp tục được đầu tư sản xuất để ra mắt công chúng. Với sự tham gia diễn xuất của cả nghệ sĩ trong nước và quốc tế, chia sẻ tại lễ ký kết đầu tư sản xuất phim Chạm vào hạnh phúc phần 3 diễn ra chiều ngày 25 tháng 12 tại Hà Nội, đạo diễn Mai Long cho biết, nếu phần 1 và phần 2 của bộ phim được sản xuất theo hình thức web drama, trong đó phần 2 đã được công chiếu rộng rãi tại nhiều rạp chiếu phim trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, thì phần 3 sẽ là phiên bản điện ảnh được đầu tư thực hiện quy mô, bài bản và chuyên nghiệp. Với thời lượng khoảng 120 phút, Chạm vào hạnh phúc phần 3 theo đuổi chủ đề tâm lý tình cảm hài hước. Phim tiếp tục mang đến những câu chuyện dung dị, thể hiện hành trình tranh đấu của con tim và lý trí, của hạnh phúc và khổ đau, của danh vọng và mất mát, của ước mơ và thực tại để khẳng định giá trị của hạnh phúc, tình thân, sự yêu thương, đoàn kết. Vẫn mang tinh thần nhân văn, phần 3 phim hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả nhiều lứa tuổi. Chúng tôi mong muốn thông qua phim tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tình cảm gia đình thiêng liêng, đồng thời quảng bá vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh, văn hóa đất nước đến với bạn bè thế giới, đạo diễn Mai Long nhấn mạnh. Theo đó, tham gia vào ekip sáng tạo phim, bên cạnh đạo diễn Mai Long, biên kịch nhà báo Hồng Phúc, sản xuất âm nhạc Kiều Anh Tuấn, còn có sự hợp tác của đạo diễn người Hàn Quốc. Đặc biệt, nhà thiết kế quốc tế Quang Huy sẽ thiết kế riêng những trang phục áo dài truyền thống cho diễn viên trong phim với các hình tượng mang nhiều tầng ý nghĩa như ánh trăng, dưới nước, giọt sương trên lá. Để có được những cảnh quay đẹp và bắt mắt, và làm phim lựa chọn quay tại nhiều bối cảnh ở Việt Nam và nước ngoài như Hàn Quốc, Ba Lan, Đức. Và điều thú vị là bên cạnh những gương mặt diễn viên đã làm nên dấu ấn từ các phần trước như nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang, nghệ sĩ ưu tú Đới Anh Quân, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, nghệ sĩ ưu tú Uy Linh, nghệ sĩ ưu tú Đức Quang, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tụ Oanh, Chiến Thắng, Quang Lâm, Thanh Hương, phần 3 của Chạm vào hạnh phúc dự kiến sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới như bác sĩ Nguyễn Duy Cương, Madison Brown, Australia, cùng một số diễn viên Hàn Quốc. Nói về quyết định trở thành một trong những nhà đầu tư của Chạm vào hạnh phúc phần 3, bác sĩ Nguyễn Duy Cương cho biết, ngay sau khi xem xong phần 2 của phim, cảm xúc trong ông đã vỡ òa thành những giọt nước mắt. Bộ phim mang đến những câu chuyện vô cùng giản dị, gần gũi nhưng rất giàu ý nghĩa và giá trị nhân văn. Đây có lẽ là một trong những bộ phim lấy nhiều nước mắt khán giả nhất mà tôi từng xem. Cũng là bộ phim mà khán giả được giao lưu với diễn viên nhiều nhất và cũng chính những chia sẻ của khán giả làm diễn viên khóc nhiều nhất. Những điều này đã khiến tôi có ý tưởng trở thành nhà đầu tư cho phần 3 và có thể là phần 4 của bộ phim. Bác sĩ Nguyễn Duy Cương chia sẻ, tham dự sự kiện, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nhận định, việc đầu tư sản xuất bài bản của nhà làm phim tư nhân với sự đồng hành của những mạnh thường quân yêu văn hóa nghệ thuật là hướng đi, hứa hẹn nhiều thành công. Ông hy vọng Chạm vào hạnh phúc phần 3 sẽ là dự án phim đáng được trông đợi và gây được tiếng vang, truyền tải được nhiều thông điệp tích cực, góp phần ghi dấu điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.